Anh xin mến chào quý khán giả toàn thể cô bác. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của nông. Giờ hiện tại là 5 giờ sáng các bác ạ. Thì hôm nay cho em đi cùng em cái đi ra huyện để hợp đồng cái công tơ điện. Do chui chị tao. Mặc dày mỏng thế. Mặc dày tí chứ. Đây đây là em ở bên Du Gia các bác ạ. Em này không biết nói tiếng gì nhưng mà rất nhìn rất là khôn. Đi rồi đi công ty bị không biết là đi làm công ty hay ở đâu đấy bị người ta quỵt tiền về trắng tay. Nhìn người rất là khôn nhưng mà không biết nói các bác ạ, tai không nghe thấy một cái gì luôn, như trời nghe sấm hay như vịt nghe sấm. Đi cho giờ này từ đây ra đến Yên Minh mất 40 cây số các bác ạ. Xe bẩn hết rồi, mấy hôm không rửa. Này bắt đầu đi Yên Minh. Cho thằng em này đi cùng. Ông sẽ chia sẻ cái đoạn đường này đi Yên Minh cho các bác cùng xem cái đường đi ra nó khổ như nào, đường nó khó như nào nhé. Đây. Cái này cũng đã khó rồi này, nhưng nó khó đi. Đi sớm xong là về xem anh em nó làm cái sạp như nào các bác ạ. Thank you.
con này xuống cấp hết rồi, đi rất là khó đi. Này mà lấy một viên gạch, một hạt bụi, một hạt cát, hạt sỏi từ ngoài kia vào rất là khó các bác ạ. Thị trấn Liên Minh rồi các bác ạ. Anh ông sẽ đưa cái thì ăn sáng đã xong mới ra nhà điện để làm việc. Quán này các bác ạ. Bún vịt. Bún vịt làm. Ăn đi. Bán bún rất ngon. À bát bún. Nó. Ăn đi, ăn đi. Rất là thương bạn này biết bạn tên là Quẩy, không nghe cái gì thì đi làm thì bị người ta quỵt tiền công về gặp anh ông thì mới cuối cùng thì được cùng anh ông bác ạ. Xin mời đi. Xin mời các bác ăn sáng, ăn bún. Giờ sẽ đưa em cái đi vào chỗ nhà điện để hợp đồng điện các bác ạ. Các bác anh ông cũng đã hợp đồng điện xong rồi, bây giờ chỉ về chờ để khi nào nhà điện gọi thì mới lắp các bác ạ. Lắp một vài hôm thôi, bởi vì là cái điện này điện sử dụng gia đình nên là rất là nhanh.
Giờ anh ông sẽ đi mua cái bếp ga các bác ạ. Bếp ga vừa rồi có bà Dậu với lại bà Liễu ở Tuyên Quang gửi cho 1.500.000 để mua bếp ga cho em cái các bác ạ. Hiện tại anh ông thì cũng lại tiếp tục đến chỗ nhà cửa hàng nhà chỗ anh em cửa hàng người ta bán bếp ga này, bán bàn ghế các bác ạ. Thì một công đôi việc, hôm nay thì cũng nhân tiện cũng ra hợp đồng cái điện kéo điện cho cái đấy, thì hôm nay anh ông lại được cái hôm nọ có bà Liếu với lại bà Dậu ở Tuyên Quang gửi cho 1.500.000 để mua bếp ga cho em cái. Thì cũng lại kết hợp là mua một bộ bàn ghế của cho cái nữa. Đấy là có cô Kim Ngân gửi cho 350 đô, thì cô có dặn là mua cho em cái một bộ bàn ghế và cô cho anh ông 50. Thì anh ông xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thì cái bộ bàn ghế thì là vừa nãy thì cũng đã nói chuyện với chủ rồi. Cái bộ bàn ghế là bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? Bàn ghế thì đấy, bà bảo nó 6 triệu thì bà nói thế, thì bớt cho bà là còn 5.500.000. Vâng. Ừ. Với lại đấy, năm bàn ghế. Bàn ghế là 5.500.000. Đúng rồi. Vâng, còn bếp ga thì bây giờ là hiện tại giờ đang có hai loại. Vâng. Thì một loại là 1.800.000 và một loại là 1.500.000. Vâng. Thì lấy cái loại 1.500.000 đấy anh ạ. Loại 1.500.000 nhá. Vâng. Loại 1.500.000 là loại này rất đẹp luôn này. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy, 1.500.000 này, một bếp này. Dây van đầy đủ này. Mấy cái nồi. Cái nồi này. Vâng. Đó, một cái chảo nó. Vâng. Đó. Vâng. Đấy, bây giờ là lắp cái này vào đây là hay là mang về lắp được không nhỉ? Anh cứ lắp sẵn đi để em lắp luôn vào đây nhé. Vâng. À, các bác ạ, cái bộ bàn ghế thì cô Kim Ngân cả một cô... bình ga luôn nhá, đây cả bình ga, cả bình ga cả ga luôn đó. Vâng. À, các bác ạ, cái bộ bàn ghế thì cô Kim Ngân thì cũng đã gọi điện trực tiếp để nói chuyện với lại chủ cửa hàng rồi. Thì lúc đầu thì chủ cửa hàng là đòi 6 triệu. Đấy. Thì cô cũng có nói với chủ cửa hàng là cho anh chủ cửa hàng bớt cho để 5.500.000. Thì anh cũng bán hàng thì cũng rất là có tâm các bác ạ. Thì anh cũng đã bớt nó xuống được 500.000 để cho em cái, có nghĩa là cái 500 đấy là bớt xuống để cho em cái các bác ạ. Cũng ban đầu thì anh ông cũng rất là ngại vì các cô mua gửi tiền để mua cho cái bàn ghế thì cũng anh ông cũng đã kết nối điện thoại với lại cô Kim Ngân rồi, thì cô Kim Ngân thì cũng đã làm giá với lại anh chủ cửa hàng rồi. Đấy. Cái bếp này là 1.500.000 nhỉ? Đúng rồi. À, bếp mặt kính đàng hoàng đây. Vâng. Đó, còn cả bình ga luôn kia nữa, cái này thì lắp vào kia để thử luôn. Vâng.
cái này có thể là mình có hộp đầy đủ luôn. Có mình có bảo hành bảo dưỡng thì không anh? Ừ, có rồi mà. Dạ. Nếu mà về bật không cháy hay như nào lại mang ra đây cho anh chị anh lại xử lý. Vâng vâng. Không được thì thoải mái luôn. Đó, tôi không, đây. không cần thử đâu anh. Không? Để em về em khắc thử bởi vì rồi, là okay. Cái ga này tí mình vặn ra mình đi trong quá trình di chuyển đúng rồi. Nguy hiểm. Đúng rồi. Đấy là đầy đủ cả dây cả van này. Vâng, để em quay xe đã. À, nồi một cái chảo này. Đó. Thì cái này thì lấy luôn cái nồi cái này cho luôn vào túi bóng vậy. Đấy anh cho luôn vào hộp nhé. Vâng vâng. Đấy cái của bác ạ. Cái xe ở nông thì tháo hết ghế ra thì còn như này thì chở rất là tiện, chở những cái đồ để lớn. Đấy. Cái này là cái nồi. Cái đấy ba nồi một chảo bình ga luôn. Vâng. Cái này là cái bếp. Tôi cho em hỏi cái chan bát của anh bán bao nhiêu nhỉ? Chan bát thì nó có ba loại, một loại là rẻ nhất là 1,3 triệu này. Loại rẻ nhất 1,3 triệu. Đúng rồi, còn loại đắt nhất là 1,6 triệu, còn loại bình thường là 1,5 triệu. Các bác hiện tại thì cũng muốn sạch đấy, phải có chan bát. Thì hiện tại thì chưa có chan bát, nếu mà cô bác nào mà có đấy rồi đấy, em cái này yêu thương em cái thì ủng hộ cái chan bát 1,3 triệu nữa các bác ạ. Đấy, 1,3 triệu cái kia kia. Bây giờ anh lấy bàn ghế ra, mình xếp bàn ghế trước đã. Lấy bàn ghế trước nhá, xong mới cho cái này rồi. Chế okay. Cho kính mình để riêng vào ghế được hả? À? Kính để riêng vào ghế được không nhỉ? Sao kính bàn ấy, kính á? Ừ. Tính bàn đấy mình cho vào chỗ nào được nhỉ? Tí nữa anh cứ để đấy thì để cho vào ghế. Ui sao nào? Ui rộng thế. Rộng thanh thang mà đấy. Đây cho cái tủ to này vẫn được. Đúng rồi. Bán rẻ rẻ đi sao nó nghiên cứu. Bán mà. Khoảng bao nhiêu? 180 anh. Vâng. Để anh chở rất là dễ luôn, trên xe này đi mà rất là đậm. Bây giờ đăng kiểm bao nhiêu tháng? 6 tháng. Sao hết hạn bố rồi nhỉ? Thì 6 tháng không sao mà hết, 2034 mới hết đát mà. Yeah. Anh thoải mái chở này đi du lịch theo lược. Đi các xã các xước từ đây bằng Long ăn 200 tiền dầu, anh tính đi cả đi cả về. Để ít nhỉ. Mua chờ một chuyến đi Ngọc Long lấy 600 đấy. Được 4 lít đấy, mình vừa bán được hàng đấy, em cho sang bên này đi, gọn sang bên này đi đó đấy này. Tí nó để ghế không, hai ghế thoải mái anh, thoải mái chở mấy bộ bàn ghế luôn đấy nhỉ. Cái này là chở được. Vâng. Cho cái này lên ghế trước.
Em khen hộ anh ấy ra gai được không? Bé quá không khen được à? Đây anh khen chưa? À đưa, không khen chưa? Nào. Đấy. Đánh Hiệp với Tuấn với Dũng đánh toàn mua tất đây hết. Quay đầu đi. Không không. Quay như này, hóng úp vào nhau cho gọn. Đó, anh nhảy lên đi. Đang đau lưng nữa. Cái này xếp hai bộ thoải mái mà. Thoải mái, ba bộ thoải mái mà. Em ơi, lật ghế úp luôn đi. Úp, úp này à? Ờ đúng rồi. Úp này nó trước không? Không, thoải mái đi. Nó phải cho lên. Hai tay vào nhau. Sao là đấy. Ui giời, cái này đi vẫn phải buộc buộc vào nó khỏi ấy đầu tư luôn. Ô nhưng mà để một bên nó nặng à, còn bên ga mình ga được một bên nữa thoải mái. Thế này em để vào dưới nặng gì thế này, một người hai cái kính vào không? Đúng rồi, cho hẳn vào trong đi. Rồi. Ui, bọn xe ben nó còn vứt lộm nhộm lên luôn, chở đi thoải mái. Có chạn không? Chạn thì để xếp luôn. Chạn thì hiện tại là chưa có kinh phí. Ừ. Để mấy đứa anh em có kinh phí thì anh gửi cho em thôi. Rồi nhất trí. Chạn là 1 triệu rưỡi nhỉ? 1,5 triệu. Đây. Ui giời, cái bình ga này còn nặng bằng cái ghế luôn. Cái này có cả ga luôn nhá. Vâng. Giờ phải lấy cái gì chẳng nữa. Dây không có chẳng thì không đi được đâu. Có cái dây chun là nhỉ. Để như này thì nó mới yên tâm. Giờ phải chẳng nữa. Anh buộc. Có à, đi mua dây con đi. Buộc cái vào đây được không? Không buộc ở đấy được. Cái này bếp thì buộc vào đây. Anh chạy đi mua lấy một cái dây co là được không mà. Anh có đâu cái vung đâu? Vung kia. Rồi, cũng đã mua được bàn ghế và bếp ga. Cái nãy bằng một thùng bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? 500. 500 một thùng à? Ừ. Đấy là 4 thùng là 2 triệu. 2 triệu tiền sơn, các bác ạ. Này ra xe trống nên là mua rất là nhiều thứ, bàn ghế rồi lại đủ thứ các bác ạ. Có cho hai cái lăn đi. À, một thùng này là 500.000 một thùng sơn vàng trắng xanh. Và chủ quán cho một thùng sơn chỉ màu trắng. Anh ơi, đá mài nữa. Lấy mấy viên đá mài? Đá mài cho 3 viên đi. Mẹ ơi, mẹ, thùng đá mài hết rồi. Ô, thế sao bảo con? Còn mất một viên hả? Ừ. Rồi rồi. À, là cái đây à? Vâng. Được cả bàn ghế này cả. Vâng. Ôi ôi, thế thì tột tuyệt vời quá anh chị. Hôm nay là kết hợp rất là nhiều thứ, sơn rồi lại bàn ghế, bếp ga. Anh viết thiếu em ấy. Anh ông xin phép được giới thiệu với các bác là anh ông có bán mật ong rừng. Đây là chai mật ong rừng các bác nhé, chai 1 lít mật ong rừng. Nếu các bác quan tâm thì có thể là ủng hộ anh ông mua một
lít hoặc là một nửa lít các bác ạ. Đây là chai một nửa lít để anh ông có tiền để mua xăng đi lại giúp các hoàn cảnh bất hạnh ở vùng cao. Khi các bác nhận hàng thì có ghi ở trên nắp chai như này, niêm yết bằng từ bóng, và ở cái chai thì có ghim logo kênh ở trên chai nha các bác nhé.